Rồi, chúng ta cùng giải đáp bộ đề số 7 môn kiến thức chung. Câu hỏi số 1, ta thấy về nội dung này, đăng ký công tác đăng ký thuế, cấp mã số thuế này, đúng không? Cho người nộp thuế phân cấp quản lý cập nhật tình trạng hoạt động của người thuế thuộc chi cục đôn đốc xử lý vi phạm chính hành vi đăng ký thuế nhà vụ nào. Rồi nhớ đăng ký, từ đăng ký thấy rồi, kê khai, kế toán, thuế, tin học nhá. Câu 1 là C. Câu hỏi số 2. Liên quan đến cập nhật đấy, thông báo số thuế phải nộp cho người thuộc diện kế toán, diện khoán thuế, nộp thuế thông báo của cơ quan thuế, thì ta nhớ cập nhật thông báo, chúng ta nhớ là gì, cũng là của đội kê khai, đúng không ạ? Kế toán thuế và tin học. Câu hỏi số 2 chỗ là D. Câu hỏi số 3, ta thấy từ ứng dụng thì chúng ta thấy chắc chắn là ứng dụng cài đặt hướng dẫn hỗ trợ phần mềm thì chắc chắn là A rồi, đội kê khai đúng không, kế toán thuế, tin học rồi, thì câu 3 là A. Câu hỏi số 4, hỗ trợ yêu cầu từ người nộp thuế liên quan sử dụng phần mềm thì chúng ta thấy rồi, đúng không? Thì ta nhớ chọn là D rồi nhá, để em sẽ đăng để chúng ta học nên dễ học. Ta đi tiếp, nên phải xong nội dung liên quan đội kê khai, kê em thuế thì học. Tiếp theo với từ mà ấn định thuế, đối với trường hợp người nộp thuế thuộc phạm vi chi cục thuế quản lý không đăng ký thuế, kê khai không đủ căn cứ, không đúng thực tế phát sinh, và người nộp thuế không giải trình được nhiệm vụ cơ quan nào đây? Được rồi, đội kiểm tra, đúng không? Đây là liên quan từ ấn định thuế. Câu hỏi số 6, nên kiểm tra việc in phát hành quả sử dụng hóa đơn các tổ chức doanh nghiệp được phân cấp quản lý hoạt động như đơn bảo quản theo chưa thấy rồi, việc kiểm tra đúng không, kiểm tra in phát hành thì ta thấy cho ngay là D, đội kiểm tra thuế nhá. Câu 6 là D. Tiếp theo, tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách này về thuế tại trụ sở nộp thuế, kiểm tra các tổ chức ủy nhiệm là thu thuế theo quy định là quản lý thuế, kiểm tra các trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế. Nhân dân từ kiểm tra thấy rồi, rõ ràng nó chọn là phương án gì, A nhá, đội kiểm tra thuế. Tiếp theo liên quan theo dõi đôn đốc về thực hiện kiến nghị về thuế của cơ quan thanh tra thẩm quyền khác về sai phạm, thì chúng ta thấy rồi, liên quan theo dõi đôn đốc các kiến nghị thuế này, kiến nghị này cũng vẫn là gì, là C, đội kiểm tra thuế. Đó, được chưa, chúng ta nhớ với đội kiểm tra thuế, nhớ từ khóa thầy ở đây là theo dõi đôn đốc kiến nghị, đúng chưa? Rồi liên quan từ kiểm tra là chắc chắn rồi, đúng không, các đội kiểm tra đấy, ấn định thuế nhá, đấy là nhớ từ khóa như vậy. Ta đi vào câu hỏi số 9, ngắn minh luật ban hành văn bản. Nó văn bản nào dưới đây được ban hành để kiểm tra đôn đốc hoạt động của chính quyền địa phương, thực hiện đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước? Thì nó chọn là gì đã? Nó chọn là D, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ gắn với liên quan đến hoạt động về kiểm tra đôn đốc hoạt động chính quyền địa phương nhá. Câu hỏi số 10 thì dễ rồi, luật ban hành văn bản pháp luật không quy định về, đúng rồi, không quy định về về làm hiến pháp và sửa hiến pháp nhá, ta nhớ là như vậy. Ta chọn phương án là B. Còn là AC là đúng rồi. Câu hỏi số 11, luật ban hành văn bản 15 quy định Quốc hội ban hành văn bản nào dưới đây, chắc chắn là nghị quyết thì nó dạy 13 văn bản rồi đúng không? 11 chọn là A. Câu hỏi số 12, luật ban hành văn bản quy định luật 15 quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây? Ủy ban thường vụ Quốc hội được pháp lệnh chứ, pháp lệnh nghị quyết chứ, nghị định là chính phủ. Em chưa nhỉ? Quyết định là của Tổng Kiểm Toán, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là trung ương đúng không? Đây còn là địa phương là quyết định của Ủy ban dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Em chưa nhỉ? Luật thì Quốc hội rồi, đấy ta nhìn đọc ra ngay. Câu 12 là B nhá. Và 13, nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản, ta nhớ về tính gì? Minh bạch. Ta chọn là phương án B nhá. Câu hỏi 13 là B. Câu hỏi số 14, Chủ tịch nước ban hành văn bản nào đây? Người B, lệnh quyết định, đúng rồi, 14 ta chọn là B. Câu hỏi số 15, Thủ tướng ban hành văn bản nào đây? Quyết định, đúng rồi nhá. Ta nhớ là 15 ta chọn là B, quyết định. Câu hỏi 16, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định thể thức kỹ thuật trình bày của văn bản pháp của cơ quan nào, của ai đây? Của chính nước. Ngoài của tỉnh nước ra thì còn ban hành thể thức của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhá. Chúng ta nhớ liền luôn, 16 là A. Câu hỏi số 17, thế còn các văn bản của các cơ quan nào thì do chính phủ quyết định nhá. Đấy, tôi nhắc lại các bạn. 17, thì đâu nhiệm vụ hàng của Bộ Tài chính trong quản lý đào tạo bồi dưỡng các công chức viên chức? Thì ta thấy tìm từ gì đây? Kinh phí đúng không? Hướng dẫn kiểm tra kinh phí chắc phải là xe rồi, đúng không? Nhưng mà như cái A cái B là của Bộ Nội vụ chứ. 17 là C. Còn 18, đâu là chức trách, đâu là trách nhiệm của cán bộ công chức về đào tạo bồi dưỡng? Nếu em để ý thì được là gắn chức quyền nhá. Thì như vậy chọn là D rồi, đúng không? Trách nhiệm mà ông thực hiện quy định về bù trí đào tạo. Thế mà sao mà trách nhiệm của ông lại được hưởng? Trách nhiệm là ông về về thực hiện đúng không? Được là cái quyền. Đấy, thì được là quyền nhá. Đấy là mẹo. 18 chọn là D. Câu hỏi số 19. Vừa cử cán bộ công chức viên chức đi bồi dưỡng nước ngoài phải đảm bảo yêu cầu nào? A à, đúng rồi, chính xác, phù hợp với nhu cầu đơn vị là chính xác. Chứ làm sao theo nhu cầu của cán bộ công chức được? Cái đây cái C này với cái B nó là tiêu chuẩn chứ không phải là yêu cầu.
trung thành tổ quốc, phẩm chất chính trị nhá, khác nữa, thử đấy cho thầy. Câu hỏi số 20, điều kiện bồi dưỡng các bằng chứng minh chứng ở nước ngoài. Đấy phải là C nhá. Ta thấy là đây là điều kiện, còn kia là tiêu chuẩn đủ sức khỏe lý lịch này. Nhớ phân biệt điều kiện tiêu chuẩn các, đây là điều kiện là không trong thời gian xử lý xem xét kỷ luật em nhá. Nhớ phải là C, 20 là C hay là phân biệt. Câu hỏi 21, ta thấy kết quả đánh giá này, xem loại các bằng chứng này. Ngày làm cơ sở liên thông, từ liên thông với đảng viên này, nhớ là nguyên tắc thứ tư, chọn thầy là D. Câu hỏi số 22, các tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định của pháp luật theo kế hoạch đề ra, công việc cụ thể được giao hoàn thành trong đó có bao nhiêu, nhớ gắn với chỉ tiêu xếp loại cán bộ công chức lãnh đạo quản lý, xếp loại chất lượng hoàn thành này, tỷ lệ bao nhiêu nhỉ? 20%. Đúng rồi, không quá 20%, sẽ chọn B bò. Câu hỏi số 23 liên quan đến các tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định pháp luật, kế hoạch đề ra, thực hiện công việc cụ thể do hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng khi công chức lãnh đạo quản lý là kiểu này thì mức nào đây? Tốt. Đúng rồi, hoàn thành tốt nhá. Chúng ta thấy không có từ vượt mức thì chắc chắn là không phải là xuất sắc rồi. Đi vào câu hỏi 24. Đâu là nội dung của tiêu chí ý thức tổ chức kỷ luật? Để chọn là gì ạ? Để chọn là C, báo cáo đầy đủ trung thực mới là ý thức tổ chức kỷ luật em nhá. Những cái bản lĩnh chính trị này chúng ta thấy rồi, nó về tư tưởng, cái trách nhiệm công việc về công việc. Câu hỏi số 25, xác định đâu là nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước? Đúng rồi, đó là chính xác, tập trung dân chủ. Thì chúng ta chọn A, 25 là A. Câu hỏi 26, quy định ngân sách bao gồm những nội dung nào đây, về chi nào đây? Đúng rồi, chi đầu tư phát triển, chi quốc gia, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, các khoản chi khác. Thì chúng ta chọn là C nhé. 26 là C. 27, đâu là hành vi bị cấm trong ngân sách nhà nước? Đúng rồi, nhìn thấy không đúng thẩm quyền, ta chọn là B. 27 là B. 28, ta xem là liên quan đến các cơ quan nào có nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ khác của nhà nước theo quy định. Không, cái này phải là C, gắn với Bộ Tài chính nha. Thẩm quyền này nhớ về quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ khác gắn với Bộ Tài chính, ta chọn là phương án C. Câu 28 là C. Câu 29, Quốc hội xem xét quyết toán ngân sách nhà nước vào thời gian nào theo luật ngân sách? Quyết toán chậm nhất 6 tháng. Chậm nhất là 18 tháng nhá. Ta nhớ tới 18 tháng sau kết thúc năm ngân sách. Thì ta nhớ xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách là chậm nhất 18 tháng. Câu hỏi số 29. Hỏi 30. Đâu là nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương? Chúng ta nhìn thấy A rồi, nhưng còn những cái B, C từ địa phương kia chuyển cấp dưới làm sao mà được, nên ta chọn là phương án A. Ta đi vào câu hỏi 31. Đâu là các nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội về ngân sách nhà nước? Đúng rồi, phê chuẩn các quyết toán ngân sách nhà nước, chính xác. B, phê chuẩn, Quốc hội từ phê chuẩn, đúng không ạ? Câu hỏi số 32. Theo cái 76, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền của các cấp trung ương là bao nhiêu phần trăm? Nhớ sơ hóa liên quan đến nhớ là trung ương bao nhiêu? 40%, nó toàn là D nhá. Tiếp tục liên quan đến sơ hóa thủ tục hành chính đang còn hiệu lực với cơ quan cấp tỉnh, không phải 35 mà 30 thôi nhá, ta chọn là B bò. Còn tương tự sơ hóa là quyết thủ hành chính có sử dụng với cấp huyện thì bao nhiêu? Đúng rồi, B 20. Thế còn với khoảng 3 năm, số kết quả thủ tục hành chính đang hiệu lực có giá trị sử dụng thẩm quyền cấp xã, với cấp xã là gì? A 15%. Đấy, chúng ta nhớ cái mẹo đây về số hóa thủ tục hành chính, đúng không? Thì với trung ương là 40, cấp tỉnh là 30, cấp huyện là 20, cấp xã là gì? 15. Đấy, học nó rất dễ. Câu hỏi 36, trong giai đoạn 22-25 mỗi năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm số kết quả thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với cấp hành chính, đạt tỷ lệ 100% mà kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bao nhiêu ạ? 20%. Nhớ rồi, chọn là B 20% nhá. Giai đoạn 22-25, 36 là B. Câu hỏi 37, dưới 5-25 thì tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3-4? Nhớ mốc bao nhiêu năm mới mức độ 3-4 của các bộ ngành là bao nhiêu? 80%, chọn là B. Câu hỏi số 38, theo định 163-16 một số điều của luật ngân sách nước trong khoản chi sau đây, khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên? Rồi chọn A, đi cho số hóa gia đình cho phường xã là chính xác. 38 A. Câu hỏi số 39, đâu là một trong nguyên tắc quản lý ngân sách? Những ngân sách có nhớ từ gì không? Minh bạch, đúng không? Chọn ngay là A. Rồi
Câu hỏi số 40, quỹ dự trữ tài chính của Trung ương do ai làm chủ tài khoản? Đúng đấy, ta nhớ quan gọi từ quỹ đấy. Đúng rồi, là bộ trưởng nhá, bộ trưởng bộ tài chính làm chủ tài khoản. Câu hỏi số 41, quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh do ai làm chủ tài khoản? Hạ xuống đúng không ạ? Chọn ai? Là chủ tịch ủy ban cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho giám đốc sở tài chính làm chủ tài khoản. Chọn là C. 41 là C. Được chưa? 42. Thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách năm sau cho từng bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan của chính phủ. Đúng rồi. Chúng ta chọn là thủ tướng chính phủ giao nhá. Ta chọn là D. 43. Đâu là nguyên tắc tư trong thi hành công vụ? Ta nhớ công thức là gì? 3B cộng TC chưa? Đấy, chúng ta nhớ là gì? Ta chọn là nguyên tắc thứ tư thì chúng ta phải chọn phương án là gì? T là cái đầu tiên, T là tuân thủ hiến pháp rồi đúng không? Đấy, thấy rồi. Đây là nguyên tắc thứ tư, đây bảo đảm tính hệ thống thì chúng ta là nguyên tắc thứ tư, được chưa? Còn bảo đảm thứ bậc này, đó là nguyên tắc thứ năm nhá. Chúng ta nhớ là như vậy, đây là C thứ tư, được chưa? Đấy. Ok chưa? Câu hỏi số 44, thực hiện bằng giới là trong nguyên tắc nào đây? Quản lý các công chức với công thức 2T cộng BKV, nhớ không ạ? Đấy, chúng ta nhớ nhá. 44 chọn là B. Câu hỏi số 45 là cực kỳ dễ rồi. Cơ quan nào có chính sách thì nói rồi. Cần từ có chính sách, ưu tiên, ưu đãi, tạo điều kiện rồi. Chọn là gì? Nhà nước. Chọn là A. Câu hỏi 46, cơ quan nào quy định chính sách trọng dụng. Nhưng mà đây nhớ, bình thường quy định thì chúng ta nhớ chính sách là chỉ chính phủ. Nhưng mà chúng ta để ý chút này. Do cấp tỉnh quản lý thì phải là gì? Hội đồng cấp tỉnh nhá. Ta nhớ là như vậy, để lưu ý việc đó. Câu hỏi số 47, cơ quan sử dụng cán bộ công chức là gì? Cơ quan sử dụng thì phải nhớ là thành quản lý nhá. Chúng ta chọn là phương án C mới là chính xác. Quản lý rồi phân công, bố trí kiểm tra thực hiện. 48, bãi nhiệm là gì? Đúng rồi, bãi nhiệm dành cho ai? Cán bộ. Nhưng mà cái B là công chức này, đúng không? Cái C là công chức, cái D là viên chức thì ta loại rồi. Mình bạn ngày nào, đúng không? Bãi nhiệm dành cho cán bộ mà, đúng không? Hỏi 49, nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ công chức phải làm liên quan đạo đức công vụ? Đúng rồi, lợi dụng phân biệt anh nhớ không? Đấy, các những việc chọn 49 là chọn là C. Câu hỏi số 50, xác định trường hợp không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ nên luật 219 nhá. Ta chọn là gì? D. Vì 219 nó rút ngắn gọn là hoàn thành nhiệm vụ thôi đúng không? Nó bốn mức là xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành, chứ không có chữ hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế năng lực. Cái này là của 208 nên là khoảng 219 nhá. 50 là D như vậy. Câu hỏi 51, theo luật các công chức sửa đổi 2019 đúng rồi. Đấy, thế cho thôi việc nhớ cả cán bộ hoặc là công chức đều là 2 năm liên tiếp rồi xếp loại sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 51 là C. 2 năm không liên tục. Ừ, đúng rồi, thì đấy thì có từ 2 năm ý thầy nói như vậy thì chúng ta nhớ nhá. Tiếp theo câu hỏi số 52. Đây, cán bộ 2 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan tổ chức giải quyết như thế nào đây? Đúng không? Đây phải miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ nhá. Bên cán bộ mà nhá, chọn là phương án C, 52 là C. Câu hỏi số 53. Khi chuyển ngạch công chức thì làm sao? Ta nhớ chọn là D. Không được kết hợp nâng ngạch nâng bậc lương. 53 là D. Hỏi 54, các công chức quy định bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây? Chọn A, đúng rồi, có tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch. Câu hỏi 55 cực kỳ dễ, các quyền lợi của công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng. A hưởng nguyên lương và phụ cấp. Câu hỏi 56, cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải đăng thông báo, đúng không? Công khai ít nhất bao nhiêu lần? Đấy là nhớ một lần thôi nhá. Thì 56 là chọn là A. Câu hỏi 57 liên quan đến hoàn thiện hồ sơ, thầy đã dạy chưa nhỉ? Liên quan đến hoàn thiện hồ sơ này, ra quyết định tuyển dụng, gửi quyết định tuyển dụng này 15 ngày nhá. Liên quan đến cái về mà hoàn thiện hồ sơ, đúng không ạ? Ra quyết định tuyển dụng 15 ngày. Còn chúng ta thấy cực dễ là câu 58 này, liên quan đi nhận quyết định tuyển dụng, đúng không? Đi nhận việc ấy, nó là bao nhiêu ngày cùng với thời hạn đăng phiếu viết tự quyển này, rồi sơ giấy khám sức khỏe này, sơ yêu lịch là 30 ngày nhá. Thì câu hỏi 58 thì chọn là C. Câu hỏi 59, trường hợp nào thì người tập sự được hưởng 8500 bậc 2? Thạc sĩ. Đúng rồi, ta chọn là C. Còn như chỗ đại học này nó là gì? Bậc 1. Còn tiến sĩ thứ tự phân D là bậc 3 nhá. Đấy là cách học. 59 ta chọn là C được chưa? 60. Chúng ta nhớ công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự thì họ được hưởng gì? 0,3 mức lương cho hướng dẫn. Như vậy 60 ta chọn là A. Vâng. Em tổng kết xem là bao nhiêu câu đây. Vâng. Chắc này là cao hơn rồi. 60 thôi thầy ơi. Đấy, 34/60. Quá thấp. Thắng bao nhiêu? Em 32. Vâng, đấy, quá. Đấy, này cố gắng.